Hôm nay thì tôi lại phân tích cùng với lại hệ thống của mình về cái khó khăn năm 2020 cũng như là một số các cái tiềm năng trong 2020 đối với nghề tư vấn và những cái vấn đề về phát triển thị trường trong ngành FX cũng như là trade coin hay là một số các cái giải pháp về đầu tư. Cái sự khó khăn cũng như là một số các cái yếu tố để chúng ta có thể phát triển thị trường dựa trên cái yếu tố quan trọng là tìm kiếm khách hàng và cái nghề môi giới. Vậy thì chúng ta nhìn nhận ở đây là một trong những cái để chúng ta có được hoa hồng từ phía khách hàng, tức là chúng ta làm được cho khách hàng có lời thì chúng ta sẽ có hoa hồng tốt nhất. Người ta sẽ chia ra làm ba cái ý tưởng. Cái ý tưởng về khách hàng và môi giới. Thì ở định vị khách hàng trong cái ngành bất động sản, rồi môi giới về chứng khoán FX, hàng hóa phái sinh CFD, đúng không ạ, rồi tiền kỹ thuật số và cái tỷ lệ dòng tiền và lãi suất. Nhìn nhận sự khó khăn, nhìn nhận sự khó khăn 2020, đúng không ạ? Thì bàn luận về cái vấn đề này, chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta đưa ra được các cái mô hình để chúng ta có thể phát triển trong tương lai. Năm nay đặc biệt là các cái mô hình về hàng hóa phái sinh cũng như các vấn đề về giao dịch, nó sẽ có rất nhiều cái để chúng ta có thể xem xét được cách giao dịch và công nghệ được ứng dụng, đúng không ạ? Công nghệ được ứng dụng, các công nghệ sẽ được ứng dụng trong ngành. Dân FX sẽ xa ra sao, đúng không ạ? Thế thì cái đàm luận này để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về nghề môi giới cộng với lại làm thị trường cộng với lại khách hàng sẽ nhìn nhận. Cái việc đầu tiên, cái môi giới sẽ khó khăn, bởi vì cái mảnh đất màu mỡ của chúng ta trong năm vừa qua, chúng ta sẽ nhìn thấy được là ông nào cũng biết đến FX rồi, việc mở FX rất là nhiều, đúng không ạ? Các sàn giao dịch, các sàn sẽ vào rất là nhiều. Đây là nói riêng về FX. Người ta thống kê rằng có đến 250 sàn nó nhòm ngó thị trường Việt Nam. Và với cái dân số của chúng ta là trên 100 triệu dân thì nó tiệm cận đến những cái nước phát triển như Indonesia. Trước đây người ta vào Indonesia rất là nhiều bởi vì dân số và rất là cao. Trước đây là chúng ta có cái tỷ lệ người già, tỷ lệ trẻ trẻ em, nay thì chúng ta đạt được cái tỷ lệ của cái lứa tuổi thanh niên thiếu niên, là những cái lứa tuổi bắt đầu là gì ạ, mà đi làm cũng như là vào cái tuổi thanh niên. Do vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ có những cái sự cạnh tranh khốc liệt. Rồi các cái câu chuyện, rồi các cái câu chuyện về đầu tư gì, đầu tư gì, cách tiết kiệm này, cách đầu tư bất động sản rất nhiều, đúng không ạ? 2020 có nên mua đất khi giá quá cao hay không? Thì cái chủ đề này chúng ta sẽ có cái bài để chúng ta nói chuyện với nhau để chúng ta có thể cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau kiếm tiền 2020. Những sàn đơn thuần thì chắc chắn là gì ạ? Riêng có MT40, MT40
thì chắc chắn là sẽ khó kiếm tiền, khó kiếm khách hàng. Mà nó phải hội đủ được, thứ nhất là công nghệ, công nghệ. Thứ hai nữa là các giải pháp cho IB thì mới kiếm được khách hàng. Đó, đấy là những cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta xem xét. Về bất động sản cũng vậy. Phải có các công cụ kiếm tiền cho IB, cho người môi giới, công cụ tìm kiếm khách hàng, các cái giải pháp công nghệ cho khách hàng thì mới có thể gì ạ, kiếm được nhiều khách hàng. Do đó, gần như là gì ạ, chúng ta biết được là các cái nghề môi giới trước đây, nghề môi giới trước đây. Thì rất đơn giản. Trang bị một cái gì ạ, cái miệng dẻo, đúng không ạ? Cộng với lại chào hàng linh hoạt, cộng với lại cái sell kit, đúng không ạ? Bộ sản phẩm bán hàng. Thì nay là chúng ta sẽ phải trang bị những cái công nghệ hiện đại để tìm kiếm hàng. Và tôi thấy là có rất nhiều các cái công ty họ đã phát triển và họ đã bắt đầu trang bị các cái công nghệ AI, các cái công nghệ copy trade social, rồi robot, nó sẽ phải phát triển hơn. Và thực tế thì cái này nó phải thực, phải thật, phải lãi thật, chứ không như là robot trước đây, đúng không ạ? Cắm vào được 3 ngày xong rồi cháy bay tài khoản, đúng không ạ? Gây ra cãi cọ, gây ra những cái hiểu lầm. Do vậy là gì ạ? Chúng ta phải biết được rằng là làm là phải thật, làm là phải có được cái hiệu quả cho khách hàng, chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ nói rằng là lãi lắm, sau đó khách hàng chịu nhiệm. Thì đây là cái nghề môi giới trước đây. Nhưng bây giờ thì sẽ khác. Những công ty phát triển dựa trên cái yếu tố thực thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ làm được. MT4 của chúng ta ngày càng kỳ khó kiếm khách hàng nhé. Những cái việc đơn giản như là telesale là sẽ rất phản cảm. Đã phản cảm. Cái việc phát tờ rơi nó giống như triệt tiêu của cái việc phát tờ rơi trước đây, bây giờ nó sẽ không còn phát tờ rơi nữa. Sẽ phản cảm. Cái tele sale này nó sẽ triệt tiêu giống như cái việc phát tờ rơi trước đây, dần dần sẽ không còn phát tờ rơi nữa. Tele sale nó sẽ triệt tiêu giống như là tuyển dụng ngày xưa là đem hồ sơ đi nộp, mà thay vì bây giờ là đã gửi CV trước. Do đó là gì ạ? Cái việc tìm kiếm khách hàng sẽ cực kỳ khó khăn. Sự cạnh tranh. Các sàn bây giờ nhòm ngó thị trường Việt Nam. Đúng không ạ? Phải phân tích như vậy. Nhòm ngó thị trường Việt Nam. Sự cạnh tranh nghĩa là gì? Chúng ta phải tưởng tượng như là các sàn giao dịch, sàn cũ. Mặc dù ngày xưa rất là phát triển, nhưng bây giờ thì kém. Sàn mới thì lại bây giờ lại phát triển, vì họ đi sau. Không phải như các công ty khác là công ty phát triển sau thì không phát triển, nhưng bây giờ sàn mới phát triển vì họ đi sau, bởi vì họ lĩnh được cái công nghệ. Đó. Bây giờ ví dụ như là một cái công ty sản xuất, ví dụ như là một công ty sản xuất cái đồ A, đúng không ạ? Máy bơm A, sau 10 năm thì họ sẽ phát triển. Và những công ty sau không đuổi kịp được. Nhưng mà đối với sàn thì sao ạ?
công ty sau thì lại lớn mạnh hơn công ty trước. Đó. Ví dụ tôi lấy ví dụ như là FX Pro. Nếu không thay đổi sẽ bị các công ty khác họ vượt mặt, đúng không ạ? Vượt qua. Những cái sàn ngày xưa rất là mạnh như XM, đúng không ạ? Bây giờ cái công nghệ mà không đổi mới, không có các cái công cụ hỗ trợ thì chắc chắn sẽ không phát triển, đúng không ạ? Rất nhiều các sàn nó chỉ đơn thuần có mỗi cái MT4, có hiểu đơn thuần là cái back end thì chắc chắn là gì ạ? Là không thể phát triển được. Thế thì giống như là một cái khách sạn, giống như là một cái hotel ấy. Bây giờ sản năm xây dựng những cái năm 2000, mặc dù ngày đó rất là phát triển, đúng không ạ? Nhưng bây giờ cái hotel mới thì sao ạ? Hotel 2019, 2020, mặc dù giá của nó đắt ngang bằng với giá của cái hotel năm 2000, thì khách hàng thường chọn cái hotel năm 2020, 2019 hơn là những cái hotel cái thời điểm năm 2000, 2000 xây. Và mặc dù cái năm 2000 đó thì các khách sạn này nó cũng nâng cấp, do vậy MT40 thì thường là khó kiếm khách hàng. Do đó IB sẽ là một trong những cái nghề rất cạnh tranh. Do đó IB sẽ là một trong những nghề cạnh tranh nhất thế giới. Do vậy sẽ phục vụ tốt cho khách hàng, tốt cho khách hàng. Và ông già đầu tư sẽ cùng với mọi người sẽ phát hiện ra một cái trend mới để chúng ta cùng nhau kiếm tiền trong thời gian tới. No loss system và hedging system của ông già đầu tư, đúng không ạ? Năm nay tôi phát triển các cái thương hiệu này. Và đánh là thực sự, đúng không ạ? Đánh lãi thực sự và copy một cách thực sự. Đó, đúng không ạ? Tài khoản rút tiền một cách thực sự. Để gì ạ? Copy rồi follow cho các khách hàng sao cho tốt nhất và nhân rất nhiều các tài khoản, đúng không ạ? Nạp rút tiền, đúng không ạ? Một cách thực sự. Đây là những cái yếu tố quan trọng trong cái ngành IB của chúng ta tới đây. Tôi phân tích dựa trên cái quan điểm đó là cái này nó sẽ rất tốt cho khách hàng. Vì khách hàng có quá nhiều lựa chọn. Khách hàng có quá nhiều lựa chọn. Thứ hai, có quá nhiều mối quan hệ. Bây giờ và cái AI nó phát triển khiến cho chúng ta chỉ cần like một cái forex thôi, chỉ cần like một cái forex lập tức là trong Facebook của chúng ta ti tỷ các cái IB, ti tỷ các IB, chúng ta like một cái đồng coin thôi là ti tỷ các đồng coin nó bắn ra, đúng không ạ? Đấy gọi là IB. Và AI nó sẽ phát hiện ra những cái đấy, đúng không ạ? Tôi mới like cái xe Jimny Suzuki này mà ti tỷ các cái bảng chào giá thông số kỹ thuật của Suzuki khủng khiếp quá. Là năm nay mua con này để chơi đây, đi phượt đây, đúng không ạ? Rồi quay trở lại chúng ta sẽ nhìn thấy để nó phân tích. Chúng ta theo dõi Facebook của ông già đầu tư và David, ông già đầu tư cũng như là kênh video để David phân tích tiếp về cái vấn đề môi giới và các đội. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Và cái cơ hội và thách thức. Dân IB. Thứ nhất là IB phải có một trình độ thật sự thật. Tức là đánh thắng thật đấy ạ. Và có những người bảo là ngày xưa ấy là em IB em không đánh thắng được cho nên là em sẽ khó phát triển. Đúng, ngày xưa IB mà đánh thắng được cũng như bây giờ không đánh thắng cũng như nhau ngày xưa ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tôi không quan trọng bạn đánh thắng mà bạn chỉ cần có nhiều khách hàng thôi, sẽ có chuyên gia. Nhưng bây giờ IB là phải đánh thắng thật, trình độ thật, đánh được, đúng không ạ?
rất nhiều các nhóm rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng IB bây giờ phải đánh thắng thật. Đánh thắng tức là vận hành một cái tài khoản có thể là 50 đô, 500 U hay 5.000 U một cách kỷ luật. Thế do vậy IB bắt đầu là phải giao dịch hiệu quả. Ví dụ một cái tài khoản này có thể copy rất nhiều sang các tài khoản khác, đúng không ạ? Tài khoản này đánh rất nhiều, nhưng tỷ lệ lãi đúng không ạ? Đây tỷ lệ lãi cứ một tháng đạt được 10% hoặc 20%. Ví dụ tháng này đang đạt 137 và ngày hôm nay là ngày 17 rồi, còn có 13 ngày nữa họ thừa sức họ đạt, đúng không ạ? Và họ chỉ giao dịch 0,01 thôi. Còn các tài khoản to họ thích copy bao nhiêu thì họ copy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ 0,01 đấy, không bao giờ thua. Đúng không ạ? Gọi là no loss system. Hệ thống no loss system đưa ra rất nhiều các giải pháp. Do vậy IB là phải đánh thật sự. Đó. Và họ có các tỷ lệ. Đó. Chúng ta có thể vào LinkedIn để theo dõi ông già đầu tư. Chúng ta có thể vào Facebook để chúng ta theo dõi ông già đầu tư nhé. Rất nhiều. Đó. Năm nay cứ like một cái thôi là ti tỉ các cái về Forex. Nhưng mà nó vẫn là một kênh kiếm tiền rất tốt. Dân IB. Tiếp theo nữa. IB sẽ có được các công cụ hòa tiêu. Nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị, nếu các bạn đánh được, đánh tốt, đúng không ạ? Lập tức là quý vị vào cái website này, Follow Me. Nó có app nhá. Đánh được, đây ví dụ theo dõi ông già đầu tư đây, trong đây rất nhiều. Bây giờ cái đồng chí này chẳng cần khách hàng đâu, đúng không ạ? Tài khoản lên 1,2 triệu đô. Đúng không ạ? Được đánh giá S rất nhiều. Đấy. Các cái tài khoản như là FX Pro hay XM hay rất nhiều các tài khoản nó sẽ cắn vào đây. Nó sẽ cắn vào cái Follow Me này. Và chúng ta sẽ nói luôn là các chiến lược nó nằm ở trong đây. Đây các tài khoản đấy, FX Pro đây, My Account của chúng ta đây. Đúng không ạ? Nó rõ ràng, nó nét luôn. Các tỷ lệ tài khoản giao dịch. Do vậy là gì ạ? IB thực sự sẽ có cơ hội kiếm tiền rất là tốt. Các yếu tố phát triển, đúng không ạ? Tỷ lệ phần trăm nó rõ ràng, đúng không ạ? Ông bảo trả cho khách hàng 2% ok, đúng không ạ? Ông bảo trả cho khách hàng 2% còn lại 4,68% ok, đúng không ạ? Rất nhiều. Các khách hàng được copy, được follow, do vậy lượng tiền nó đổ vào rất là lớn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, thị trường nước ngoài. Rồi tiếp theo nữa là cái tỷ lệ copy của cái sàn Fullerton cũng rất nhiều. Nó có một cái công nghệ là copy pip. Do vậy, cái việc mà giao dịch tốt hay là giao dịch không tốt là chúng ta sẽ có history nằm ở các sàn này. Và nó chỉ ra cho chúng ta những chiến lược giao dịch của chúng ta, có thể là scalping hay no loss system hay là rất nhiều, đúng không ạ? Và cái thách thức cũng như là đưa ra các cái giải pháp trong thời gian tới đây, đúng không ạ? Là các cái cách để chúng ta làm gì. Thứ nhất là công cụ hòa tiêu, thứ hai nữa là các cái công nghệ, các cái công nghệ giúp chúng ta đầu tư tốt nhất, có khách hàng nhiều nhất. Đòi hỏi anh phải giỏi, phải có tầm nhìn, có được sức mạnh của cộng đồng và roi vào cái tổ chức kiếm tiền tốt nhất.
Vậy thì những cái những IB mà thuộc vào cái hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu phải có được những cái tầm nhìn và có được cái cách để chúng ta vận hành. Khi đó chúng ta phải làm thật và chiến thắng thật. Chiến thắng thật, đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta chiến thắng được và có được đông khách hàng? Đó là những cái yếu tố quan trọng, tức là giải pháp giúp nhà đầu tư có phương pháp thắng. Chúng ta lựa chọn được các phân tích kỹ thuật áp dụng vào bất động sản, áp dụng vào MT4 giao dịch, áp dụng vào CFD, áp dụng vào hàng hóa, đúng không ạ? Áp dụng vào phái sinh ấy, hàng hóa phái sinh và chứng khoán, áp dụng vào MT4, đúng không ạ? Và đặc biệt là có tỷ lệ giao dịch thành công. Đó. Thế thì năm nay David đưa ra các giải pháp và vẫn PR cho hệ thống gfx.vn, gfx.asia, gfx.com.vn là hệ thống thương hiệu để chúng ta có thể hợp tác và đưa ra các cái giải pháp để chúng ta cùng nhau giao dịch. Các vấn đề về tiền điện tử, các vấn đề cách giao dịch an toàn với các cái mô hình cách đánh, ví dụ như là cách đánh no loss là chúng ta sẽ tìm hiểu, cách đánh scalping chúng ta sẽ tìm hiểu, cách đánh long term đúng không ạ, đánh dài hạn đúng không ạ, cách đánh theo BB là Bollinger Band, đánh theo Ichimoku rất nhiều. Và đến nay, một năm nay chúng ta làm quen và giao lưu với nhau thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy cách vận hành cùng với David đối với các cái giải pháp giao dịch của GFX, các cái quỹ. Vậy thì năm nay các nhà môi giới sẽ có những cái sự khó khăn hơn, đúng không ạ? Rất khó kiếm khách hàng. Do vậy chúng ta cần phải áp dụng các cái công nghệ. Quay trở lại trước đây, môi giới trước đây, chúng ta sẽ thấy được là chủ yếu là đào tạo, mở văn phòng, đúng không ạ, tìm kiếm khách hàng. Thì nay chúng ta phải áp dụng công nghệ, cũng phải áp dụng công nghệ vào tìm kiếm khách hàng. Và thông qua video này thì để kiếm tiền thì team của David sẽ hỗ trợ các anh em IB cùng phát triển khách hàng hiệu quả, an toàn. Một, đó là có công nghệ phát triển khách hàng. Hai, là giao dịch các tài khoản nhỏ và copy ở tài khoản lớn. Vì sao lại như vậy? Chúng ta sẽ vận hành những cái tài khoản nhỏ, đúng không ạ? Và 0,01 này, sau đó chúng ta sẽ cho những cái tài khoản 0,1 copy, 0,5 copy và 5 copy. Vì cái tâm lý của chúng ta sẽ tốt. Và các hệ thống copy ở các cái công nghệ như copy pip hay là follow me, nó sẽ giúp cho chúng ta có được các cái tỷ lệ chiến thắng, đúng không ạ? Ví dụ 0,01 là chúng ta sẽ có được 30 pip, và chúng ta đạt được cái tỷ lệ số pip
mà ở copy nó sẽ vận hành. Ví dụ như vậy, chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ trên 11% hay là 25% vào năm 2020 sẽ vận hành. Các cái tỷ lệ của chúng ta đạt 11%, đúng không ạ? Và sẽ tiếp tục tăng, tổng số pip chúng ta sẽ đạt được là 201 pip bình quân, và chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự nhận định để chúng ta có thể hiểu được. Và năm nay tôi tập trung vào phát triển các hệ thống IB, giúp cho các cái IB kiếm tiền theo cái ekip của anh em, sau đó phát triển có cái công nghệ tốt nhất và IB giao dịch một cách thực tế, thực dụng, và nó không còn ảo nữa, đúng không? Và cái độ an toàn là 100%. Thứ tư nữa là vận dụng các vấn đề quản lý vốn và chào đón tất cả anh em IB quan tâm đến cái cách làm sao cho nó an toàn và hiệu quả, thì chúng ta có thể Zalo 0987732228 thì David cùng với bàn bạc với anh em về cái công nghệ này cũng như là phát triển để sao cho nó an toàn nhất. Chúng ta có thể áp dụng vào No Loss System, một trong những giải pháp không thua lỗ, scalping rồi rất nhiều, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta phát triển thị trường, đưa ra các giải pháp để chúng ta nhìn nhận, đúng không ạ? Rất nhiều 0.01 lot để chúng ta copy ra, khiến cho tâm lý của chúng ta rất là vững. Từ đây, đúng không ạ? Chúng ta đưa ra rất nhiều các cái mô hình, các giải pháp không thua lỗ, vẫn rút tiền bình thường, đúng không ạ? Withdraw 62 đô, đúng không ạ? Một ngày, sau đó các cái tài khoản họ copy lên khiến cho tâm lý sẽ tốt nhất. Account history, đúng không ạ? Xem tỷ lệ. Vẫn rút tiền 130 đô, đúng không ạ? Lãi 137 đô, ví dụ như vậy. Khiến cho các cái tỷ lệ tài khoản copy đầu tư của chúng ta. Rồi vận hành những cái tài khoản lớn, các tài khoản trong quỹ, giúp cho chúng ta có được sự an toàn. Ngoài ra thì team của David cũng đưa ra rất nhiều các giải pháp No Loss System để cho chúng ta có thể hiểu được các cái vận hành. Năm nay các công cụ sẽ được cập nhật và copy chain sẽ nhân ra rất nhiều các tài khoản, và đây là cái quỹ cùng với David để phát triển thị trường. Các cái biểu đồ nhiệt sẽ phân tích được, ví dụ như CHF, HUF nó sẽ chiếm đến 94% tỷ lệ sell, và chúng ta sẽ có thể có lệnh hedging rất tốt. Ví dụ AUD New Zealand, đúng không ạ? Nó phân tích đến 97% tỷ lệ buy. Vậy thì chúng ta sẽ hedge giữa các tỷ lệ của sell và buy rất là mạnh, thì các sàn nó sẽ có được các công cụ và biểu đồ nhiệt sẽ rất là tốt. Năm nay các tỷ lệ giao dịch cùng No Loss System, Hedging System cũng là vận hành sẽ đưa ra rất nhiều các cái tỷ lệ tốt nhất và nó có thực nhất. Đây là yếu tố quan trọng. Và thực tế rằng IB sẽ phát triển dựa trên cái yếu tố nền tảng thực, đúng không ạ? Và các cái ví được vận hành để chi trả cho các cái nhà đầu tư. Trong cái trường hợp mà chúng ta có được các cái kích hoạt tài khoản bảo hiểm cũng như là đưa ra các cái số tài khoản A để buy và số tài khoản B để sell, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ của tài khoản A và tài khoản B, đúng không ạ? Số tài khoản A và số tài khoản B, tài khoản B là tài khoản bảo hiểm, tài khoản A là tài khoản đầu tư, vẫn được áp dụng trong thời gian tới đây, và năm vừa rồi nó vận hành rất là tốt đối với các cái tài khoản giao dịch, các tài khoản đầu tư. Có cái tỷ lệ chốt lời, có cái tỷ lệ, đúng không ạ? Subscribe, ta sẽ thấy được lựa chọn các cái team Việt Trader, Hồ Chí Minh Trader, Japan Trader, Submit. Từ đó chúng ta có cái cách để chúng ta tìm hiểu các cái công nghệ này để sao cho chúng ta No Loss System. Thì đây là cái bài nói chuyện của tôi, thì hy vọng rằng gửi đến các bạn IB, các cái nhà phát triển thị trường, thì hy vọng rằng chúng ta có được cái sự kết nối và cùng nhau đẩy cái công nghệ này ra, sẽ giúp cho chúng ta có được các khách hàng và hỗ trợ cho khách hàng một cách an toàn nhất và hiệu quả nhất. Đừng ngần ngại liên lạc Zalo với tôi, David Học, ông già đầu tư, liên lạc để chúng ta
có thể làm việc với nhau và đưa ra các giải pháp để chúng ta gặp nhau và chúng ta đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể đầu tư an toàn nhất. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.